thầy Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật, thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày 28 tháng 9 Chủ nhật, tức là như thường lệ chúng ta có giảng về Phật Pháp. Thì ở đây cái vấn đề chánh của chúng ta là 15 hạng chúng sanh. Nếu chúng ta nắm vững cái đó, chúng ta có thể trả lời tất cả các câu hỏi về kinh Nguyên Thủy, Tiểu Thừa cũng như Đại Thừa. Thì trong đó cái bài kinh 66 là cái bài kinh căn bản để chúng ta giải thích về 15 hạng chúng sanh. Thì hôm nay tôi xin nhắc lại về 15 hạng chúng sanh, rồi sau đó chúng ta bắt đầu đi vào bài kinh 66. Thì tôi chỉ giảng 1 tiếng đồng hồ thôi, còn 1 tiếng sau là Phật tử sẽ trả bài, tức là có cuộc pháp đàm. Những câu hỏi hôm trước chúng ta còn đang dang dở, chúng ta sẽ lấy cái hiểu biết từ xưa và của chúng ta để trạch pháp, để phân biệt giữa tư tưởng và bát nhã. Thì như tôi nói đó, hồi thời Thái tử Siddhartha có 62 tôn giáo toàn là tư tưởng không, mà chúng ta biết rồi, tư tưởng là phương pháp đối trị, phương pháp cải sửa, tu là sửa từ thấp lên cao, từ cao lên tột cùng, nhưng vẫn ở trong cái vòng luẩn quẩn của hiện tượng giới. Chưa có ai thấy được bát nhã là con đường thoát khỏi tam giới và viên dung trở lại tam giới. Thì cái đó kêu là chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp thì chúng ta thời buổi này có thể làm được. Còn phi nghiệp hoặc là dứt nghiệp, đó là một vấn đề khó khăn. Mà nói khó khăn thì không đúng, phải nói nó quá giản dị. Mà cái giản dị là cái chúng ta khó tu tập nhất, nhất là thời buổi này. Chúng ta thích bài vẽ, thích đặt vấn đề, rồi thích giải quyết vấn đề, mà thật sự vấn đề không có. Cái đó là một cái khó khăn nhất mà từ xưa tới nay chỉ có Thái tử Siddhartha sau khi 49 ngày ngồi dưới cội Bồ đề mới thấy rõ thôi. Mà muốn không vấn đề thì chúng ta phải thấy rõ cái diễn biến, cái tiến trình từ khi vấn đề sanh khởi, diễn biến và đến khi chấm dứt rồi lại khởi vấn đề khác. Chứ chúng ta không thể xen vào đó để phê phán, để đối trị, để cải sửa, để thăng hoa, để chạy trốn nó. Tất cả mọi phương pháp hay là mọi pháp môn thời buổi trước kia, sau này Đức Phật tịch rồi cũng có nhiều pháp môn và cũng tranh chấp nhau về vấn đề đó. Chẳng hạn như Thiền Tông, Tịnh Độ, Mật Tông, Minh Sát Tuệ, Duy Thức Tông, Hoa Nghiêm Tông, vân vân. Thì những tông đó toàn là vấn đề, tức là đặt pháp môn để đi đới, đi tới đạo Phật. Nhưng mà tất cả pháp môn chỉ là tờ gối gạc, không đi đến giải thoát được. Nhưng không có nó thì chúng ta không đi đến giải thoát. Thành ra cái đó là một vấn đề khó khăn, phải nương vào pháp môn. Và cuối cùng phải thấy rằng pháp môn là bất lực trên con đường giải thoát. Thành ra cuối cùng rồi chúng ta cũng phải đi pháp môn trước, và tới đâu chúng ta dừng để chúng ta qua cái phi pháp môn, tức là phi phi nghiệp. Tất cả pháp môn chỉ là phương pháp chuyển nghiệp mà thôi.
Thì cái chuyển nghiệp mặc dầu nó khác, nhưng mà đại khái nó cũng đi từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi có thể đi tới tứ không. Thì tứ không mới là khó đấy. Tứ thiền là cái quan trọng nhất, cái bàn đạp để đi vào tứ không. Mà tứ không là ta bây giờ người ta kêu danh từ nhái đó, tức là giống hệt mà chúng ta khó phân biệt được. Chỉ khi nào chúng ta thấy được cái bất tử, cái niết bàn, cái Phật tánh thì chúng ta mới thấy rõ nó. Đó là hư không vô biên, thức vô biên, vô sở xứ, phi tưởng và phi phi tưởng. Rồi chúng ta sẽ lần lượt đi sâu vào vấn đề đó. Thì cái quan trọng của chúng ta là bây giờ chúng ta đi sâu vào bốn đường ác, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Và có lẽ rồi quý Phật tử phải trả bài về vấn đề đó, mỗi người phải nằm lòng thôi. Thì trong bài kinh 66 có giảng rõ, tức là do duyên con mắt, do duyên sắc trần phát hiện nhãn thức. Thì cái này quý vị đã học là mười mấy năm về trước rồi, hôm nay tôi giảng lại lần thứ ba để đồ đậm nét và đi sâu vào đó. Còn cái thứ hai do duyên nhĩ căn, do duyên thinh trần phát hiện ra nhĩ thức, rồi lỗ mũi, rồi cái lưỡi, rồi cái thân, rồi tới cái ý. Thì năm căn đầu: mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, thì nó đều nằm ở trên cái óc, nằm ở trong thân. Chúng ta nhìn lại cái thân chúng ta, vì đạo Phật không bao giờ dạy cái gì ngoài cái sắc thân này. Chúng ta nên nhớ chỗ đó. Tất cả địa ngục cho tới phi phi tưởng, tất cả từ nhập lưu cho tới Như Lai đều nằm trong cái sắc thân không đầy hai thước này. Thành ra đạo Phật lấy cái quan trọng ở cái cách nhìn, mà chúng ta đừng kêu là nhận thức, hay ở ngoài ta còn kêu là, đạo Phật đừng dùng chữ tâm, chúng ta còn dùng cái linh hồn, thì danh từ thôi, như là cái hiểu biết của chúng ta đấy. Hiểu biết như thế nào thì chúng ta sẽ đau khổ ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, và hiểu biết như thế nào chúng ta sẽ được hưởng hạnh phúc của cõi trời, và hiểu biết như thế nào chúng ta sẽ là bậc thánh, tứ thánh, và hiểu biết như thế nào chúng ta sẽ là Như Lai. Chỉ có một cái tâm thôi. Thì ở đây nó có vọng tâm và có chân tâm. Thì cái vọng tâm thì từ xưa giờ đã 62 tôn giáo bạn, và ngay bây giờ chúng ta cũng đang học hỏi và cải sửa, thì có sự tranh chấp nhau giữa vọng tâm. Thì vọng tâm dĩ nhiên là có cao, có thấp, có ác, có thiện, có hơn nhau. Nhưng đứng về phương diện chân tâm thì tất cả đều bình đẳng hết. Bởi vì tất cả đều phát xuất từ một cái chân tâm. Chân tâm nó chỉ có một thôi, mà nó lại không có phương pháp tu hành. Cái đau đớn của chúng ta là chỗ đó. Nó chỉ là một sự nhận lại thôi. Mà muốn nhận lại thì chúng ta phải bỏ hết tất cả mọi phương pháp, mọi bậc đạo sư, tất cả pháp môn, tất cả thời gian và không gian. Thì chúng ta thí dụ thì không phải là sự thật, nhưng mà qua thí dụ chúng ta có thể nhận sự thật. Rồi sau đó tôi sẽ nói sự thật chứ không thí dụ nữa. Nhưng mà trước khi đi vào sự thật, chúng ta phải qua thí dụ trước. Thì ở trong kinh nó, tất cả các pháp môn, tất cả các vọng tâm đều giống như là sóng, còn chân tâm là dòng nước. Dòng nước thì không có tướng, chỉ có cái hình chảy mà thôi. Mà không có tướng thì tất nhiên là không có không gian, không có khoảng cách. Nhưng mà khi nó chảy xiết đó thì mất luôn cái hình. Thì đó là không không gian, không thời gian. Cái hình đây là tượng trưng cho thời gian.
Thì đây tức là cái chân tâm, là niết bàn tập tịnh của A-la-hán. Từ đó, do một niệm bất giác đầu tiên, bất giác này từ đâu có thì chúng ta cũng phải tìm tới đó, nhưng mà từ từ thì bắt đầu dòng nước, cái nước đứng lặng bất biến này, phi không gian, phi thời gian, bắt đầu mới trôi chảy. Thì trôi chảy đó chúng ta kêu là mờ mờ, mà trong kinh thường kêu là vô minh. Vô là không, minh là sáng, không được sáng. Thì nó mới xuống thành cái a la gia thức của chúng ta. Chúng ta thường kêu là thần thức, hay là linh hồn, hay là đệ bát thức, hay là tàng thức, danh từ thôi. Mà chúng ta cũng phải hiểu đó. Thì mỗi danh từ nó có chứa ẩn một cái phương tiện, nhiều phương diện của một thực tại. Thì chúng ta sẽ đi sâu vào sau. Thì chúng ta thấy rằng giữa vọng tâm và chân tâm thì dĩ nhiên là sống không thể thấy được dòng nước. Nhưng dòng nước thì có thể thấy được sự chuyển biến của sống. Đó là một cái điều mà đòi hỏi chúng ta phải trở về dòng nước. Mà dòng nước thì nó không có tướng, nó chỉ có cái hình thôi. Thành ra nơi cái lượng sống, làm sống thì chúng ta có thể chuyển hóa, có thể cải sửa thành năng lượng xấu, cao thượng, tốt đẹp hơn cái lượng sống đó. Thì cái đó phải có pháp môn. Thì có 84.000 pháp môn như Tịnh Độ, Thiền Tông, Minh Sắc Tuệ tôi vừa kể nãy. Nhưng mà tất cả pháp môn đều là sống, tức là không phải là chân tâm. Thì pháp môn nào cũng được, nó hợp chúng ta thì chúng ta đi pháp môn đó. Nhưng mà rồi cũng phải bỏ ngay nơi pháp môn đó, ngay cái lượng sống đó, chúng ta phải nhận lại cái dòng nước. Đó là điều mà tôi muốn nói. Mà nhận lại thì không có bổn sư, do mình tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Cái khó khăn là ở chỗ đó. Thành ra chúng ta thấy thế giới bây giờ, chúng ta bây giờ khoa học càng tiến triển, sự hưởng thụ càng nhiều, thì vấn đề càng nhiều và càng phức tạp. Mà vấn đề tức là sự đau khổ. Vốn thật sự cuộc sống là không có vấn đề, mà chúng ta đặt ra vấn đề là cả một sự đau khổ, một cuộc ngu si rồi. Rồi lại giải quyết vấn đề, tìm cách thỏa mãn vấn đề nữa, thì sanh ra vô lượng vấn đề, vô lượng đau khổ. Thành ra có nhiều người nói liên một bất tìm cách giải quyết vấn đề hòa bình. Đó là vô tình đặt thêm nền tảng của chiến tranh. Thì câu nói này nó sâu xa, nó ăn về đạo Phật. Cái tìm hòa bình thế giới không phải là một cái sai, nhưng mà nó chỉ đem về các cõi trời, đem về cái hòa bình tạm thôi, để rồi chiến tranh dữ hơn. Thành ta nói chiến tranh mà ngưng chiến không phải là ngưng thiệt, mà là nghỉ mệt, để rồi sau đó chiến tranh mạnh hơn. Mà muốn dứt chiến tranh thì không thể dứt chiến tranh ở thế giới được. Đức Phật ra đời không phải là đem lại hòa bình cho thế giới, chúng ta lầm cái chỗ đó. Vậy thì Đức Phật sanh ra đời để làm cái gì? Chúng ta thấy cái nước Ấn Độ đó, thời đó cũng dọa cả mấy trăm triệu á, mà ngày đổ có 1.250 vị thôi. Thì 1.250 vị A-la-hán đó là hòa bình thật sự đấy. Chỉ có ai đắc quả là hán mới là hòa bình thôi. Còn tư tưởng là còn đau khổ. Mà A-la-hán là chấm dứt hẳn tư tưởng. Chứ chúng ta thấy nhập lưu cũng có 1/4 hòa bình, còn 3/4 là đau khổ. Nhất dẫn lai thì 2/4 đau khổ, 2/4 hòa bình. Bất lai thì được 3/4 hòa bình, 1/4 đau khổ. Chỉ có mình A-la-hán thôi. A-la-hán là sống hoàn toàn không có tư tưởng nữa. Không tư tưởng đây không có nghĩa là chấm dứt tư tưởng thiện ác. Chúng ta thường lầm ở chỗ đó. Vì A-la-hán mà chấm dứt tư tưởng thiện ác là khi Ngài nhập Niết Bàn, chết cái xác thân này vào Niết Bàn tịch tịnh. Và nếu Ngài còn thân thì Ngài cũng phải sống ở trong thiện ác thôi.
tức là sống trong nhân quả. Nhưng có một điều là không dính mắc trong đó, thì chúng ta phải hiểu cái đó. Không dính mắc tức là mình vẫn sống với người thiện, người ác, có tư tưởng thiện, có tư tưởng ác, mà mình nhận tư tưởng thiện, nhận tư tưởng ác, và đồng thời thấy mình vẫn là dòng nước, chứ mình không phải là tư tưởng thiện ác. Cũng như dòng nước mà nó nhận thấy cái lượng sống thiện, lượng sống ác, nhưng mà nó vẫn là dòng nước. Bởi vì sống thiện ác là nương vào dòng nước để phát hiện. Mà nếu dòng nước nhận mình là sống thiện, sống ác, thì dòng nước mất cái dòng nước, quên mình là dòng nước. Chúng ta thường thường quên chúng ta là cái bất tử, cho nên chúng ta chạy theo cái sắc thân, chạy theo cảm giác, chạy theo tư tưởng, chạy theo ý chí, và chạy theo cái kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, cho cái đó là ta, là của ta. Mà chúng ta quên là tất cả cái đó đều nương vào cái chân tâm dòng nước để mà duyên khởi, để mà phát hiện. Thì Đức Phật ngồi thì Ngài thấy cái chỗ đó, Ngài mỉm cười. Ngài nói không ngờ rằng tất cả chúng sanh từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cỏ cây đều có cái bất tử, đều có Phật tánh, đều là Phật. Điều đó chúng ta cần phải hiểu cho sâu xa. Nhưng khi mình nhận mình là lượng sống rồi thì cái dòng nước nó không có mất, nó ở ngay đó, nhưng mà nó ẩn thành là cái chân tâm, lúc ẩn lúc hiện. Khi nào tất cả các sóng im bặt hết thì chân tâm nó hiện. Mà khi có một sóng tí teo, sóng nổi lên rồi, chúng ta nhận sóng rồi, thì cái dòng nước cũng nằm ở đó mà nó không hiện. Chứ dòng nước là không bao giờ mất, sóng thì mất. Thành ra cái sắc thân này, cái cảm giác, cái tư tưởng, cái ý chí, kinh nghiệm, kiến thức toàn là sống. Mà nếu chúng ta không hiểu rành nó thì chúng ta dính mắc nó. Mà dính mắc nó thì chúng ta đau khổ. Thành ra chúng ta có 5 cách dính mắc. Thứ nhất là chúng ta nhận sắc thân là ta, của ta, tự ngã của ta. Còn cao hơn nữa, cái đó là 4 đường ác đấy. Cao nữa là nhận thọ cảm, cái cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó, là ta, của ta, tự ngã của ta. Cao hơn nữa là nhận cái tư tưởng. Chúng ta đã học cho kỹ rồi đó. Chúng ta nhiều người không biết cảm giác với tư tưởng khác nhau làm sao. Do đó mới có vấn đề hiến xác là đau khổ. Có vấn đề là chết rồi 8 tiếng thì mới chết thiệt. Thành ra nếu chúng ta không hồi duy thức, không học hỏi cái con người của chúng ta không hiểu được cái cảm giác tư tưởng nó khác nhau làm sao. Còn giữa tư tưởng và ý chí mà thường kêu là nghiệp khác nhau làm sao. Rồi giữa ý chí nghiệp nó khác với kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, tức là thức vững như thế nào. Mà nếu không hiểu được nó là chúng ta không có thể mà lặng lẽ mà nhìn nó được. Lặng lẽ là khi mình biết rõ nó. Mà nếu lặng lẽ nhìn nó thì biết rõ nó thì đâu có dính mắc nó nữa. Do cái không biết rõ. Mà trong kinh kêu là vô minh, tôi thường dùng cho nó rõ là lờ mờ. Mình biết cái gì lờ mờ thì bắt đầu có nghi. Nghi thì bắt đầu có vấn đề. Mà vấn đề thì có tội, tội thì có đau khổ. Bữa nay tôi nói cho rành quý vị nhớ, heo. Rồi chúng ta phải học về sắc quẩn, về thọ quẩn, về tưởng quẩn, về hành quẩn và về thức quẩn. Thì quý vị phải thuộc lòng thôi. Thì tôi cho mấy cái bài để đối chọi giữa tư tưởng và bát nhã, giữa sống sắc thọ tưởng hành thức với cái dòng nước chân tâm là bát nhã. Thì đó là tôi để thử quý vị coi xưa giữ diễn như thế nào. Rồi chúng ta cũng phải trở lại bài kinh 66, trở lại 15 hạng chúng sanh, học một cách cho thật kỹ, và phải trả bài về những cái đó. Rồi chúng ta còn phải trở lại cái bài vở mà chúng ta đang ấy, chúng ta qua, tôi chưa có giải thích gì hết. Tôi thử coi cái hiểu biết của quý vị như thế nào, để rồi chúng ta đi sâu vào cái tiến trình năm quẩn. Khi chúng ta hiểu rành nó rồi thì chúng ta có thể lặng lẽ
Thì chừng đó cái lặng lẽ nó đến với chúng ta thôi, chứ chúng ta không thể đi tìm Niết Bàn được. Mà khi chúng ta phân tích cho rõ ràng về tiến trình năm uẩn thì chúng ta thấy rằng nó bất lực, nó chỉ là sống thôi. Dầu có phân tích cách mấy, dầu có tiến hóa cách mấy, dầu có thăng hoa cao cách mấy, thì nó vẫn là sống. Chừng đó thì chúng ta hiểu rõ nó rồi, thì cái hiểu rõ này chính là bất tử, chính là bát nhã, chính là niết bàn. Thành ra vô tình chúng ta không đi tìm chân lý, chúng ta chỉ phân tích cái diễn biến, cái tiến trình của tư tưởng. Khi hiểu rõ nó rồi, chúng ta lặng lẽ nhìn nó mà không cải sửa, không xen vào, không phê phán, không chỉ trích nó. Thì khi thấy rõ nó như vậy thì cái thấy này là niết bàn, chứ chúng ta không thể đi tìm niết bàn, mà chúng ta chỉ thấy rõ vấn đề. Mà vấn đề thì nó phức tạp đấy, phải cần chúng ta phân tích đi sâu vào nó. Khi hiểu rõ nó rồi thì cái hiểu rõ này chính là niết bàn. Còn nếu chúng ta hiểu không rành, lờ mờ, thì lờ mờ là bắt đầu sanh sự có vấn đề đấy, có vấn đề đấy. Thành ra từ nay là trở đi là bắt đầu cuộc sống chúng ta có nhiều vấn đề. Có nhiều vấn đề mà 21 tháng 12 tận thế vậy đó, chúng ta thấy ra lo sợ. Nhưng mà chúng ta có hiểu tại sao vậy không? Tại sao có cái vụ 21 tháng 12 không? Cái đó có đáng sợ hay không? Sợ cũng là sai lầm, mà không sợ cũng là ngu si. Chúng ta chỉ cần thấy rõ thôi. Thấy rõ rồi chúng ta biết đây là cái tiến trình của tư tưởng, cái phía của tư tưởng. Thì bây giờ chúng ta không gạt bỏ, mà chúng ta không chấp nhận, mà chúng ta không chạy trốn, thì chính cái thấy rõ này là niết bàn. Bao giờ nó cũng như bao giờ, nó là lặng lẽ, nó là Như Lai, không từ đâu đến mà nó cũng chẳng đi về đâu. Tất cả lượng sống chỉ nương vào nó để rồi thành trụ hoại không. Nhưng mà nó bao giờ cũng là vậy, nó không có thành, không trụ, không hoại, không gì hết. Nhưng mà nó là cái chỗ nương có thành trụ hoại không. Thì chính Thái tử Đi Sạc là thấy cái chỗ này. Nhưng mà Ngài thấy là chúng sanh mà lặng lẽ để tìm hiểu cái tiến trình năm uẩn thì khó khăn. Chúng sanh không chịu dừng lại. Thời buổi Đức Phật là thời buổi đời sống đơn giản nhất, mà Ngài con thấy khó khăn, huống chi là thời buổi này. Thành ra chúng ta, Đức Phật biết rằng sau này, cái thời mạt pháp này, chúng sanh có nhiều tiện nghi, có nhiều cái hưởng thụ, mà càng nhiều hưởng thụ thì càng nhiều vấn đề, mà vấn đề chính là đau khổ. Thành ra chúng sanh thời sau này đau khổ vô cùng, thì không thể nào mà thấy rõ vấn đề đâu. Thì Ngài nói thôi, bây giờ các con chỉ cần nhất niệm thôi, chứ không thể qua vô niệm, không thể thấy rõ được. Thì chỉ cần đi tới nhị thiền, đúng là nhị thiền mà có sự trăn trở, có sự thao thức, có một sự nhức nhối, khắc khoải về nó, thì chúng ta có thể nhận được Phật tánh, nhận được cái bất tử. Cùng lắm là nhập lưu nhất vãng lai thôi. Còn muốn đi tới bất lai A-la-hán thì ít nhất cũng phải tứ thiền. Thì nhưng mà cái tiến trình của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì tôi thấy hầu như không có ai giải thích rành nó đó. Tất cả kinh điển bây giờ thì chúng ta có thể thuộc lòng được. Thì tôi chắc có thể giảng được tới nhị tam, chứ còn tứ thiền tôi cũng không mới rảnh đó. Mà tứ thiền là chỗ quan trọng nhất để đi tới đạo quả A-la-hán. Thì chúng ta phải học, học cái bài vở rồi chúng ta về phải nghiền ngẫm, tức là phải có thì giờ ngồi thiền. Mà ở đây tôi thấy là Phật tử không ít ai ngồi thiền, ngồi ít nhất cũng 2 tiếng. Nếu không ngồi thiền là chúng ta không đi sâu vào đạo Phật được. Vì đạo Phật có 3 cái: văn, tư và tu. Văn là nghe giảng pháp, tư là thời giờ suy gẫm. Thì đây là ngồi thiền đấy.
Chứ đâu phải nghe vậy là biết đâu, chưa đâu. Đó là con trâu ăn cỏ thôi. Muốn biết là phải về ngơi nghỉ, tức là ngồi thiền đó, ọc nó ra, rồi nghiền ngẫm, rồi nhơi tới nhơi lui hoài, cho tới nó bấy nhầy, rồi nó thành thịt xương da của mình. Rồi bây giờ mới tu được, nó tràn ra thành cái sự thực chứng của mình. Thành ra tôi thấy là cái bát nhã nó không khó, nhưng mà nó không phải dễ. Mình phải nghiền ngẫm hoài. Tới một lúc nào mà mình có bền bỉ nghiền ngẫm hay không, và có thì giờ để nghiền ngẫm hay không. Thành ra Đức Phật mới đòi hỏi giới luật. Năm giới không thể nào nghiền ngẫm được đâu, phải tám giới. Còn không là phải mười giới xuất gia. Mà xuất gia hồi xưa, xuất gia bây giờ thì tôi thấy như cái cô vợ Sa Đéc của nó còn bận hơn tụi con. Phật sự. Phật sự là cái gì? Đi độ người ta phát bồ đề tâm, mà trong lúc đó mình chưa độ. Từ xưa thì Đức Phật không có chấp nhận cái đó, mà cả tới Khổng Tử cũng vậy, không có chấp nhận mà độ tha mà mình chưa độ. Đức Phật từng nói là tự độ mới độ tha, tự giác rồi mới giác tha, giác hạnh viên mãn, chứ không có mà giác tha mà tự giác chưa có. Thành ra bây giờ chúng ta thích đi độ độ đời, thích đi quỷ lão, đem tiền thấy ra đó rồi cầu cái phước báo giống như vợ đi. Thường cái đó là giải thoát. Làm sao giải thoát được? Thành ra sự lầm của Lương Võ Đế, tức là sự lầm của chư Phật tử hiện giờ. Cũng như cô Yến vậy. Hồi đó gặp tôi có nói không nghe Pháp đâu, chỉ cầu giảng sanh về Cực Lạc là thành Như Lai rồi. Tôi nói trời ơi, không nghe Pháp rồi làm sao mà giảng sanh? Lấy cái gì giảng sanh? Tôi đi vùng sâu vùng xa là cũng bị vụ đó đó. Niệm Phật rồi về với Phật, lấy cái gì về chứ? Cái xác thân này về hả? Cái linh hồn nó ra làm sao? Rồi làm sao mà nó xuất ra khỏi thể xác này? Nếu có đoan học giáo Pháp làm sao biết? Niệm Phật là niệm bằng miệng thì chết rồi, ngàn năm bây giờ cũng không dẫn sánh được. Thì sau này cô hiểu, hiểu cô nghe cô trả bài cũng ngon lành chứ đâu có gì đâu. Cô cũng hiểu được qua bát nhã đấy. Tại mình không chịu học, mình lười biếng. Đúng rồi, cái gì là cái nhớt đầy mình. Mình phải cả gan mà cổ lại rảnh chứ đâu phải bận cái gì. Nhưng mà làm biến bị là cái học cõi nghiền ngẫm giáo Pháp nó nhức đầu lắm, mà nó phải liên tục cho tới chết thôi, chứ không phải nói là con tu một hai năm một hai tháng, không có vụ đó. Mà ở đây mới gì là sung sướng nhất. Ở các nơi người ta từ Sài Gòn, Vũng Tàu và Rio này kia, người ta còn ráng lội xuống đây người ta nghe. Giờ ít có ai giảng chánh Pháp, ai giảng mà cái Pháp ở trong thân mình hết đó. Nói chuyện khơi khơi, chọc cười thôi, vỗ tay vậy thôi. Chứ còn mổ xẻ cái xác thân trong đầy hai thước này, tôi chưa thấy. Rồi quý vị sẽ thấy cái tứ thiền rất là khó. Trong kinh có, nhưng mà nói quá cô động, nhất là Đại Thừa. Ly dục sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, ly hiểu diệu lạc, xả niệm thanh tịnh, sướng không? Kinh Nguyên Thủy người ta dài hơn, nhưng mà cũng cô động. Người hành giả phải diệt năm triền cái, chín năm triền cái làm cho tâm sao động, làm cho trí tuệ mũi lược. Ly dục, ly các ác bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ, nó rất là dài. Đại Thừa thì ly sanh hỷ lạc sướng lắm. Rồi diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ nhì, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Đại Thừa thì định sanh hỷ lạc có bốn chữ thôi. Rồi cái này giải thích ra cả một vấn đề, mà không phải giải thích mà quý vị phải thực tập ở trong đó, phải tu tập trong đó. Có ai giảng đâu, thì tôi mới là dựa vào tôi coi, tôi cũng chả hiểu gì. Mấy chục năm về trước, bốn ba bốn chục năm về trước, tôi cứ trăn trở về vấn đề này, thì mấy bộ luận có giảng, nhất là cái bộ luận Duy Diệu Pháp của Narada, Thanh Tịnh Đạo. Bây giờ tôi coi hết nổi rồi, vẫn đã coi luận là nhất đầu, trong đó là phân tích, rồi tôi nhờ qua duy thức nữa,
Nhưng mà tôi tới tam thiền là tôi có thực hành trong đó, còn cái tứ thiền nói thiệt là tôi cũng cũng lờ mờ thôi. Vì đó mình có kinh đâu mà coi, mà đi qua tu thì có mà tu mù. Tới sau là có kinh coi thì lợi sức khỏe nó đã xuống rồi. Còn cái thế giới của nhập xuất đó là nó đòi hỏi nhiều điều kiện, thế giới tư tưởng mà, đủ điều kiện mới nhập được. Mất điều kiện là không nhập lại được nữa. Tôi bây giờ muốn nhập lại không được đó, tôi ngồi 7 8 tiếng, 9 10 tiếng. Một lần ngồi á, ngồi cho mất thân luôn. Bây giờ 2 tiếng à. Đúng là một ngày mình 1 tiếng chứ, nhưng mà cái thân mình, cái sức khỏe mình không đổi, không điều đầy đủ nữa. Mà đó không khí rất tốt. Ăn uống đồ cũng là tốt, đâu có quá chất như bây giờ. Bây giờ không thể kiêng cữ được. Kiêng cữ là có nhịn đói. Tất cả cái gì cũng có đồ hóa học trong đó hết. Con người gì có lòng tham, cho riết rồi đất nó chai hết rồi, phải để phân hóa học, để thì nó chai, phải để nhiều hơn nữa, riết rồi đất chết. Chứ mỗi năm người ta trồng lúa có một một mùa, còn bao nhiêu người ta đào đất lên, người ta phơi nắng đó. Cái đó rất là thiên nhiên. Bây giờ đâu có cho đất nó nghỉ, rồi một năm làm 4 5 mùa, mà càng làm thì lợi cái sản xuất nó càng ít. Chúng ta thấy cái lòng tham con người nó dại dột. Tôi nói tham thì thâm. Thì thôi chúng ta trở lại. Thì tôi muốn nói về vấn đề bốn đường ác lại, rồi quý vị phải trả bài đấy. Rồi tới bốn đường thiện, rồi mới tới bốn tiểu thánh. Rồi ba bậc tam tôn thì chúng ta chỉ nói sơ thôi. Thì bốn tiểu thánh với bốn đường ác, bốn đường thiện là bốn đường, bốn tiểu thánh là bát nhã đấy. Thì nó giống hệt như là bốn đường ác và bốn đường thiện. Thì chúng ta phải hiểu rõ, hiểu rõ trên lý thuyết cái bánh vẽ thôi, để rồi nhân đó chúng ta thực hành, chúng ta tự lựa chọn lấy. Trúng trật thì chúng mình phải ráng chịu thôi. Chứ hồi xưa là có ta thọ ký, cũng như quyền giác đó là ông đắc đó, mà ông còn nghi ngờ, phải gặp huệ năng thọ ký. Mà thời ông có huệ năng mai phước là thời này sao không có. Còn hồi xưa người ta mới nhờ Đức Phật. Nói tôi này không biết sao tôi cũng lưỡng lự đấy, tôi không biết mình đắc quả gì. Thì thôi, cứ yết đế thôi, tức là tu, cứ tu thôi. Chứ đừng có đặt vấn đề nữa. Thì mình tự biết mình, cũng như uống nước nóng lạnh tự người đó biết. Thành ra tôi chỉ giải thích, trao đổi quý vị thôi, rồi quý vị về thực hành lấy. Thành ra tôi thấy thời buổi này, thôi mình đi tịnh độ là nó khỏe hơn. Tịnh hệ độ thì đòi hỏi nhất niệm mà phát nguyện, thì về dưới xứ Cực Lạc, về giáo hội, về cõi cõi Phật thì sướng hơn. Còn nếu nhất niệm mà không phát nguyện thì A Di Đà không tiếp dẫn, thì chúng ta tự lực có thể về cõi trời. Còn nếu tạp niệm đó thì xuống bốn đường ác. Dầu có tha thiết nhờ A Di Đà tiếp dẫn, A Di Đà không có tiếp dẫn mấy người đó. Bốn đường ác là xứ Cực Lạc không có. Thành ra dầu muốn dầu không, cái gì cũng phải nhất niệm thôi. Mà nhất niệm trước khi chết, hít vô mà không thở ra, nhớ tới A Di Đà, nghĩ A Di Đà, tưởng A Di Đà thì giảng sanh lập tức. Còn hít vô thở ra, nhớ điều ác trong cuộc sống này thì xuống bốn đường ác. Còn nhớ tới điều thiện thì sanh về cõi trời. Thành ra cái quyết định là ở cái hơi thở cuối cùng. Thì chúng ta thấy vậy thì dễ quá, nhưng mà không phải dễ. Bởi vì khi mình gần chết đó thì tứ đại đất nước lửa gió sát thân phân ly, ngũ uẩn rã rời, sắc thọ tưởng hành thức nó đảo lộn hết. Chúng ta không đủ có định lực để mà làm chủ nó, tức là điều khiển nó. Cũng như bây giờ nếu quý vị ngồi nghe pháp đây mà tư tưởng nó nghĩ tới nhà, mình có định lực mình kéo nó về hay không, hay là nó đi hồi mới nhớ là kéo lại. Mình niệm Phật nó phóng, mình có thể kéo lại được hay không, và muốn nó khỏi phóng được hay không. Thì cái ý chí đó là giúp chúng ta giảng sanh. Thành ra mới đầu quý vị phải niệm Phật đếm từ 1 tới 10. Mà có người đếm gì cứ đếm hoài hả? Thì đã nó không phóng rồi thì phải qua giai đoạn thứ hai là niệm Phật khỏi đếm. Nhưng có người không cần đếm từ 1 tới 10, họ đi thẳng vào niệm Phật khỏi đếm, thì cái đó là cái căn ở nhiều kiếp. Thì cái đó tùy thôi, chứ không phải là cái gì nó có cái khuôn khổ cố định.
Đạo Phật không có cái gì cố định ở đó. Thành đâu có gì cứ lời hỏi tôi hoài. Đâu có mà cái khuôn khổ gì đâu. Có người bây giờ đau khổ vì cuộc sống. Vợ chồng, cha mẹ, con cái, giờ nó bất hòa với nhau. Bây giờ con phải làm sao chứ? Tôi nói đâu có làm sao, bị ma nhập nữa. Có người cái thân hai ba cái linh hồn nhập vào đó. Rồi hỏi tôi làm sao cho hết. Tôi đâu có làm sao được. Nhưng mà tôi chỉ cách. Còn không thì quý vị đi thầy đi. 30-40 thầy nó vẫn nhập như thường. Mình trói cột mình phải mở. Mở bằng cách nào? Thì cái đó tôi đại diện cho Phật. Tôi xin chỉ con đường. Nếu làm theo đó mà không không ra khỏi, tôi xin chịu tội. Nhưng mà dám làm hay không, đó là vấn đề của quý vị. Thầy nói đến tôi là hết thôi. Nếu chịu làm là hết. 10 người hết hết 10. Mà không chịu thì phải phải chịu thôi. Như cái cô gì mà ở bên Mỹ về đây cũng vậy, bị nhập. Nhưng mà kêu ăn chay 10 ngày không không dám ăn. Mà nó ăn chay và ăn suốt đời hả sư? Tôi nói trời ơi. Thì 10 ngày thôi, còn 20 ngày là ăn tôm cua cá tép, nói gì còn không, suốt đời không được ăn gà vịt heo chó nữa. Tôi nói cái đó thì vĩnh viễn rồi đó. Nói vậy con làm không được, con thích tèm gà vịt. Tôi nói vậy thì cứ để cho ma nó nhập. Mình không chịu làm, mà cái đó là mới cái thân thôi. Còn phải cái tâm nữa. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật, tôi giảng cho ai rồi phải liên tục hoài. Một ngày một đêm phải một thời ít nhất, còn hai ba càng tốt, mà bỏ là không được. Thì chúng ta thấy cái bền là khó, khó nhất, mà hãy bền thì cái gì cũng làm nên hết đó. Ta nói là chế tâm nhất xứ thì vô sự bất thành, tập trung kỹ mạnh lâu sâu vào một cái đối tượng thì cái gì cũng làm được hết. Mà dám tập trung không? Dám bền bỉ không? Thì cái đầu cũng là cái ý chí thôi. Ý chí là mặt na. Người ý chí mạnh là có thể làm tất cả các việc. Nhưng mà tới cuối cùng là giải thoát không được nha. Ý chí là nó đưa tới kinh nghiệm kiến thức, tức là cái sở tri trước và cái nghiệp trước. Thì dứt được cái nghiệp chướng mới đắc quả là ăn, dứt sở trì chướng mới đắc quả Như Lai. Thì cái đó chúng ta giảng sao. Nhưng bây giờ phải nhờ ý chí thôi. Ý chí mạnh thì chúng ta có thể đi từ sơ thiền, nhị thiền. Thì chết tự lực chúng ta giảng sanh. Nhưng thời buổi này không phải dễ làm. Có mấy ai mà khỏi cần niệm Phật mà vẫn nghe tiếng niệm Phật. Ở đây chưa chắc là quý vị làm được hết. Nhưng cái tài ba, tài tình của Đức Phật Thích Ca là tạp niệm dẫn giảng sanh. Thì chúng ta phải hiểu duy thức cho rành. Chứ tạp niệm làm sao mà giảng sanh? Đức Phật Di Đà là nói với người tạp niệm là Ngài không có tiếp dẫn. Mà muốn nhất niệm lúc cuối thì tất nhiên phải có hoàn cảnh thuận tiện. Hoàn cảnh thuận tiện tức là phải nhờ ban hộ niệm. Cái tư tưởng của con người mà yếu mà nhờ người khác giúp đỡ thì cái giờ phút cuối vẫn có thể mạnh được. Thì Đức Phật tiếp dẫn là tiếp dẫn cái đó. Khi mà tư tưởng mình đã đủ điều kiện mạnh rồi thì Ngài tiếp dẫn một cái một. Còn tư tưởng mình quá yếu thì làm sao Ngài ứng được? Phải cảm Ngài mới ứng được. Còn bây giờ tư tưởng tôi yếu quá thì làm sao? Thì phải nhờ ban hộ niệm. Cái đó là cái độc đáo của pháp môn Tịnh Độ, mà pháp môn khác là chưa có. Thành đó nó nhờ cái tha lực. Mà trong kinh Đức Phật nói một người giữ giới 36 giữ chi thiên và thư thần ủng hộ. Mà chúng ta giữ năm giới là 180 rồi. Mà được 70-80 người nữa thì giảng sanh dễ dàng thôi. Nó chúng ta phải hiểu cái đó. Đó tôi muốn nói là quý vị cũng phải tìm hiểu. Tìm hiểu về con người mình để rồi niệm Phật cho đúng đắn. Theo cô Yến, nhiều người không chịu ở đây thì có một số là làm công quả rất hay. Chẳng hạn như là cô Tươi, cô Nhàn, cô Hải, cô Dung Mật. Thấy không? Mấy người đó là con quả rất hay mà giáo pháp thật là làm biến. Tôi là tôi không chịu vấn đề đó. Cúng dường làm giáo pháp không là tôi không đồng ý. Tôi muốn quý vị phải nắm vững giáo pháp. Vì giáo pháp là thầy của chư Phật và thầy của tất cả chúng sanh.
Đức Phật có cái danh từ là Pháp Vương. Ngài không làm vua đời, vua người, mà Ngài làm vua Pháp. Thì chúng ta cũng là Pháp Vương tử, là con của vua Pháp. Thì nhất là người xuất gia, không có làm nghề nghiệp gì ở đó, chỉ đi xin ăn và giáo Pháp thôi. Thành ra tôi và quý vị thấy là tôi đâu có cái gì, tôi chỉ có giáo Pháp thôi à. Không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, không vợ, không con. Thì chỉ còn đi xin ăn và cái giáo Pháp. Người Phật tử cần ở quý sư cần cái gì? Nó đâu cần tiền bạc, ông sư ổng đâu còn có móc gì nữa đâu, còn có đức không thôi. Ông cần, chỉ cần quý sư dạy cho tụi con giải thoát. Mà dạy là quý sư phải thực hành trước. Cái khó khăn là ở chỗ đó. Chứ dạy ai không dạy được, ai không nói được. Nói mép như tôi ai không nói được. Nhưng mà nói mà có thực hành hay không, chúng ta kính Đức Phật là không phải Ngài giảng pháp hay, không thua gì hết. Mà Ngài nói cái gì là Ngài thực hành cái đó. Cái đáng kính là cái thân giáo của Ngài. Như tôi kêu Phật tử đừng có tham tiền, mà tôi giữ tiền vàng bạc rồi cả đống, thì Phật tử làm sao nghe tôi được. Tôi biểu quý vị là cố gắng ăn chay trường, mà tôi là ăn mặn thì thôi chết rồi. Cái khó khăn là cái cuộc sống của nhà sư đó. Thì quý vị cũng vậy, sau khi mà hiểu giáo pháp, quý vị phải cố gắng thực hành nó. Hãy giảng sơ thiền nhị thiền là quý vị phải đi vào sơ nhị tam thiền đó. Quý vị chỉ người ta là quý vị phải thực hành qua. Tôi là sợ cái chỗ đó, tôi thường cũng thưa thật là cái tứ thiền tôi không mới rành. Hồi xưa tôi có đi tới tam thiền mà tôi cũng không rành đó là tam thiền nữa. Nhưng bây giờ tôi mới biết đó là tam thiền. Giờ nhờ có kinh sách, hồi xưa đâu có kinh. Tu là nhắm mắt tu mù thôi. Sau này Hòa Thượng Minh Châu mới dịch từ tiếng Pali, chứ Pali ở đó không có kinh nào dịch đó. Con mình Hòa Thượng Minh Châu là phát tâm đầu tiên của Ấn Độ học. Rồi trở về dịch, chứ tiếng bên Trung Quốc thì có nhiều rồi. Mà Trung Quốc giảng về tứ thiền, tôi nói nãy, trời ơi. Ly dục sanh hỷ lạc là sơ thiền, định sanh hỷ lạc là nhị thiền, ly hỷ diệu lạc là tam thiền, xả niệm thanh tịnh là tứ thiền. Có bốn chữ thì chết con người ta. Rồi sau này tôi coi lời ở trong Hòa Thượng Minh Châu dịch mà cũng chẳng hiểu gì. Rồi phải coi thêm Thanh Tịnh Đạo, thêm là Di Diệu Pháp của Narada. Viết Narada viết độc đáo ạ. À. Mà ông viết là tiếng Phạn, ông là người Tích Lan. Thì nhờ Phạm Kim Khánh ông dịch ra. Rồi từ đó mới bắt đầu ngồi thiền suy gẫm. Thì có khất sĩ là tương đối, hồi lúc còn giác chánh đó thì rảnh nhất. Tôi không có làm gì, tôi tối ngày đi bát với ngồi thiền coi kinh, tôi không có làm gì đâu. Tôi đi hành đạo còn sướng nữa. Thì nhờ cái điều kiện thuận tiện đó tôi mới đi sâu vào thiền định được. Bây giờ tôi giảng mới là tương đối hơi rảnh. Tôi giảng qua cái sự tu tập của tôi. Thì bây giờ tôi xin kể lại để quý vị cố gắng rồi sau này qua cái câu hỏi này. Chúng ta sẽ trở lại về bốn đường ác. Thì nó nằm ở ngay trong bài kinh 66. Do duyên con mắt, do duyên sắc trần phát hiện nhãn thức, do duyên lỗ tai, do duyên thinh trần phát hiện nhĩ thức. Thì sáu căn, sáu trần, sáu thức. Thì năm căn đầu mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Rồi bên đây là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. 15 cái này tức là ngạ quỷ. Thì chúng ta biết là do duyên con mắt đó là sinh lý. Khoa học kêu sinh lý, chúng ta kêu là căn. Căn là cái rễ đó. Rồi do duyên con mắt với sắc trần đó là vật lý. Mà nên đạo Phật kêu là trần. Trần là bụi bặm. Căn là cái rễ. Thì cái rễ tiếp xúc với cái trần, sinh lý tiếp xúc với vật lý. Thì trong kinh thì kêu là duyên khởi chứ không phải là tiếp xúc. Tiếp xúc là cái này đụng với cái kia không có. Duyên khởi là cùng hai cái cùng phát hiện từ dòng nước hết á. Hai cái duyên khởi với nhau thôi. Cái duyên khởi nó khó à. Hôm nào quý vị ngồi suy gẫm lại. Duyên tức là cái điều kiện. Khởi là khởi lên. Rồi điều kiện nó khởi lên, nó gặp gỡ nhau thôi. Một cách hồn nhiên. Thì khi mà con mắt nó tiếp xúc với cái ca, thì con mắt đó là căn, là sinh lý. Cái ca là vật lý. Thì lập tức là cái ca nằm trên tròng đen của con mắt. Nó nhận lấy sự vật.
Mà nhận lấy sự vật thì đâu có cái biết gì đâu. Nhưng mà theo trong kinh nói là nó có cái nhãn thức, là một cái nhận lờ mờ. Lờ mờ đó là danh từ của vô minh. Thì cái đó chúng ta kêu là ngạ quỷ. Biết có vật, mà vật gì thì con mắt không biết. Con mắt chỉ biết là nhận vật, mà vật đó là cái ca hay cái ly hay cái dĩa hay cái gì không biết, chỉ biết có vật trên con mắt. Thì cái đó kêu là ngạ quỷ. Ngạ quỷ là cái cảm giác lờ mờ, mà nếu hành động theo cảm giác rồi thì kêu là ngạ quỷ. Còn cái lỗ tai cũng vậy, nó có cái màng nhĩ. Thì khi cái tiếng nói tới màng nhĩ nó nhận lấy tiếng nói, mà tiếng nói lại là gì, tiếng nói của ai không biết, chỉ biết rằng có tiếng nói. Thì cái biết vừa mờ này đó là ngạ quỷ. Cái lỗ mũi, khi mà những cái gai trên lỗ mũi mà nhận lấy cái mùi dầu thơm hay mùi đồ ăn, thì nó nhận lấy cái mùi, mùi gì thì nó không phân biệt dầu thơm hay đồ ăn gì hết, chỉ là nhận cái mùi. Thì chúng ta phải hiểu nằm là cái lưỡi cũng vậy, cái thân cũng vậy. Khi tôi rờ sự vật thì nó biết rằng có sự xúc chạm giữa sự vật và cái tay tôi. Nhưng cái lạnh nóng hay là cái bàn ủi hay là cái bóng đèn hay nước đá không có cái vụ đó. Chỉ biết là tiếp xúc sự vật thôi. Thì nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, đây là năm cái cảm giác của ngạ quỷ. Khi mình nhận cái sự vật gì rồi bắt đầu mình hành động theo đó. Chẳng hạn như tôi thấy vàng, tôi nhận biết là có vật thì nó cảm giác nó thích là tôi hành động nó chụp lấy liền. Chứ không có tư tưởng phân biệt là cái này vàng tốt, vàng xấu, vàng thiệt, vàng giả gì hết. Thì mê làm trong đó. Tôi đói, tôi thấy người ta bưng đồ ăn, tôi nhào ra tôi giật chứ không nghĩ là người ta sẽ đánh chết mình. Ăn cái gì cũng không biết. Miễn làm sao đã cái bao tử thôi. Thành ra có những người điên sống ngạ quỷ, họ ăn thịt chuột uống nước đường mương. Nó đói nó làm thôi chứ nó không phân biệt là thịt chuột nước đường mương gì hết. Thì cái này thuộc về ngạ quỷ. Chúng ta vô nhà thương Biên Hòa hoặc những người điên, chúng ta sẽ thấy ngạ quỷ rất nhiều. Hãy đói ăn khác uống thôi cho họ không nghĩ cái đồ đó là đồ gì. Không có phân biệt, không có tư tưởng. Thành ra cái bài kinh rất là hay. Và ngay trong con người chúng ta. Rồi tới cái ốc. Chúng ta nên nhớ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đều nằm trên cái đầu này. Chúng ta nhìn có phải không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, cái nguyên cái thân này đó, tất cả cái này đều nằm trên cái thân. Mắt, tai, mũi, lưỡi thì đều nằm trên cái thân. Cái thân tức là gồm có đầu, mình, tai, chân. Nhưng mà trong đầu, mình, tai, chân, cái nào quan trọng nhất? Cái đầu. Chặt cái tai, chặt cái chân còn sống. Mà chặt cái đầu, chết lập tức. Chúng ta phải phân biệt từ chút ở trong con người này mới thấy cái sự quan trọng của giải thoát. Nếu không hiểu rành nó, lờ mờ thì luân hồi, cải sửa. Mà khi hiểu rõ rồi thì chúng ta thấy cái này là nó không ăn thua gì với mình hết. Thì nó sao thì kệ nó. Mà muốn vậy phải hiểu thật rõ. Mà thật rõ đạo Phật kêu là bát nhã hoặc là trí tuệ bát nhã. Còn hiểu lờ mờ kêu là tư tưởng hoặc là cảm giác. Cảm giác là cái biết mà chưa có phân biệt. Còn tư tưởng là cái biết mà có phân biệt. Do cảm giác tư tưởng kêu là tri kiến. Tri là cái biết của tư tưởng. Kiến là cái biết của cảm giác. Sau này chúng ta đi sâu vào cái đó. Thấy không? Đó thì chúng ta biết rằng khi mà cái cảm giác mắt, tai, mũi, lưỡi này đưa lên cái đầu, thì cái đầu chúng ta nên nhớ nó vi tế hơn là mắt, tai, mũi, lưỡi. Chúng ta phải để ý cái chỗ đó. Cũng như là đất nước lửa gió, sau này chúng ta sẽ học về bảy đại: đất nước lửa gió hư không kiến và thức đại. Chúng ta mới hiểu trong cái sắc thân này. Bữa khác tôi sẽ đi từ từ, quý tôi nói nó còn phải đi sâu nữa, quý vị còn phải đi sâu. Thành ra những người mới quá có bài giảng tôi không hiểu nổi đâu. Thì tôi muốn vậy đó, để trả bài tôi nóng một chút khá khá, để mấy người mới có thể học những người đó. Chứ tôi không thể trở lại từ thấp được. Tôi chỉ đón sơn qua thôi. Thì cái đầu mặc dầu nó cũng là đất nước lửa gió,
nhưng mà nó vi tế hơn. Thì ở trong duy thức thường kêu là phù trần căn và tịnh sắc căn. Căn là cái rễ, phù trần là nổi bên ngoài, còn tịnh sắc là cũng đất nước lửa gió, nhưng mà nó nằm rất là vi tế bên trong. Chúng ta thường kêu là dây thần kinh. Thành ra con mắt cũng là đất nước lửa gió, lỗ tai cũng đất nước lửa gió, lỗ mũi cũng đất nước lửa gió. Còn cái đầu cũng đất nước lửa gió, nhưng cái đầu nó vi tế hơn. Thành ra tư tưởng thường phát hiện ở trên cái đầu. Cái nào vi tế thì những cái tâm cao siêu mới mượn cái chỗ căn vi tế để phát hiện. Chúng ta phải hiểu vậy. Cũng như cái tiếng nói làn sóng vậy. Mà cái ống loa nào vi tế thì cái tiếng nói nó mở lớn hơn. Mà cái ống loa mà hư, ống loa mà dở thì tiếng nói nó nhỏ đi. Thành ra ở đây cũng vậy, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đều nằm trên đầu. Tới cái đầu là tư tưởng mượn cái đầu đó để mà cải sửa. Thì sắc, thinh, hương, vị, xúc được cải sửa kêu là pháp trần. Thì cái đầu nó cải sửa hết năm cảm giác này. Thành ra chúng ta học mà chúng ta thấy sắc, thinh, hương, vị, pháp, xúc, pháp, chúng ta không biết pháp là cái gì. Pháp là sắc, thinh, hương, vị, xúc, nhưng mà được cải sửa cho rõ ràng hơn. Chứ vị sau là phải trả bài cái đó nha. Ấy rồi, xong rồi đó. Bây giờ mới qua xúc. Xúc là cái gì? Xúc là sự đấm nhiễm, sự gặp gỡ giữa căn, trần và thức. Căn, trần, thức gặp nhau vậy rồi. Bây giờ thêm một cái ý chí, cái nghiệp. Chúng ta thường kêu là nghiệp. Do đó để làm đấm nhiễm, để làm rõ ràng hơn nữa, thì cái đó kêu là xúc. Từ gặp gỡ giữa căn, trần và thức kêu là xúc. Mà sự gặp gỡ này chính là nghiệp. Nghiệp là ý chí, Phật kêu là ý chí. Nghĩa là muốn cho sự vật càng ngày càng rõ ràng hơn. Để chi vậy? Để hưởng thụ. Hưởng thụ. Thì nghiệp chỉ có người mới có. Lần chúng ta mới thấy nó là ngạ quỷ. Thì có cái biết mà chưa có tư tưởng phân biệt. Cái biết bằng cảm giác dễ chịu, khó chịu thôi, mà chưa có sự phân biệt bằng tư tưởng. Qua tới loài thú có tư tưởng mà chưa biết cải sửa, tức là chưa có nghiệp. Thành ra trong duy thức kể như là ngạ quỷ súc sanh là không phải là không thể tiến hóa thành Phật được. Và mấy cái loài này đó là Phật A-di-đà cũng không tiếp dẫn về cực lạc được. Phải chuyển qua quan nghiệp và trời dục giới, tức là ít nhất thôi một tiếng của tôi xong rồi đó. Tôi xin giảng rồi, giảng kỹ rồi nó có thôi tới đây thôi, thì tôi còn giảng nhiều lần nữa. Rồi qua cái này hết rồi tới người, trời dục giới là cái nối liền giữa bốn đường ác và sơ nhị tam thiền, tức là cõi trời sắc giới. Thì cái này là cái xúc, tất nhiên là bắt đầu có cái nghiệp ý chí để cải sửa. Nhưng mà cải sửa mà không có kinh nghiệm thì ngay trong con người chúng ta, ngay mỗi người, nếu học cái này rồi chúng ta để ý mấy người bạn mình, người xung quanh, để ý mình sẽ biết trình độ mình ở đâu. Là mình phải tiến quá lên. Rồi khi nào đủ điều kiện mình mới nhận lại cái bất tử. Mà nhận lại thì lúc đó là không có ai chỉ mình đó. Mình phải có sự trăn trở, có sự thao thức, có sự bất mãn, và có sự liên tục bất mãn, liên tục trăn trở. Thì một ngày nào đó mình sẽ thấy rằng cái kinh nghiệm kiến thức bất lực trên con đường giải thoát. Thấy rõ như vậy thì cái thấy rõ này chính là bát nhã. Thành ra bát nhã chúng ta không thể đi tìm được, mà chúng ta chỉ là thấy rõ cái diễn biến của tư tưởng. Thì thấy rõ nó thì cái thấy rõ này chính là dòng nước bát nhã. Nay tôi mới có giảng hơi rành rành một chút, rồi xưa là nó khó giảng, quý vị thông cảm như tôi. Rồi chúng ta sẽ đi sâu, rồi chúng ta sẽ thấy rằng cái bát nhã tuy nó khó, nhưng mà nếu giảng cho rành
chúng ta có thể nhận được. Còn nếu không nhận được thì chúng ta tu nhất niệm thôi. Rồi chúng ta nhờ các ban hộ niệm nữa thì chúng ta sanh về cõi giáo hội của Phật A Di Đà, giống như giáo hội Phật Thích Ca. Nếu còn Phật Thích Ca chúng ta không có cần giáo hội A Di Đà đâu, thì cũng vậy thôi. Nhưng bây giờ không có, mà chúng ta biết rằng một vị Phật ra đời đó rất là khó. Chúng ta gặp Phật A Di Đà một cái là chúng ta đắc quả nhập lưu, có thể đi tới La Hán liền. Còn không có 100 kiếp, ngàn kiếp chưa chắc đi được. Cái đức của Ngài rất là lớn. Một Đức Phật đó bằng chúng ta mà Phật tử đây hàng tỷ tỷ mà chưa bằng được cái một vị Phật. Thành ra trong kinh 42 chương nói 1.000, 1 tỷ tỷ Bồ Tát Thánh thập địa không bằng một vị Như Lai. Thì chúng ta thấy là cái Đức Như Lai cỡ nào. Đức Như Lai cỡ nào, hàng tỷ tỷ Bồ Tát Thánh đó. Tức là A-la-hán mà ăn thua gì. Một Bồ Tát Thánh đó bằng hàng tỷ tỷ A-la-hán mà chưa bằng một Bồ Tát Thánh. Thế mà hàng tỷ tỷ Bồ Tát Thánh không bằng một Đức Như Lai. Mà hàng tỷ tỷ Đức Như Lai không bằng cái chân tâm bổn tánh của mình. Đó là chúng ta thường hay quên cái câu cuối cùng đó. Thành ra chúng ta bố thí, chúng ta cứ dựa vào những người nào cao thôi. Nhất là ở đây có câu trường đó. Như sư nào mà tu lâu đó, thì cái phước rất nhiều. Đồng ý là vậy. Còn mấy ông nào mới mới đó thì cái phước rất ít. Thôi không có cúng dường cho ổng, cúng dường mấy ông bự thôi, thì phước đức nhiều hơn thì đúng rồi. Nhưng mà cái này cái phước của vua vua Lương Võ Đế, vua Lương Võ Đế thì chấp cái chỗ đó đó, cần cái phước báo thôi. Mùa Đạt Ma thì muốn đi tới Bát Nhã, thì Bát Nhã là nếu mà cúng dường hàng tỷ tỷ Bồ Tát Thánh không bằng cúng dường Như Lai, rồi tôi cúng dường Như Lai thôi. Nhưng mà cúng dường Như Lai, tỷ tỷ Như Lai không bằng cúng dường cái chân tâm bổn tánh mình, cái này mình lỡ bỏ. Cuối cùng cúng dường về mình là hơn hơn. Rồi cuối cùng cũng về cái ngã này. Làm sao dứt cái bản ngã này thì hàng tỷ tỷ Như Lai cũng không bằng cái chân tâm bổn tánh này. Thì hàng tỷ tỷ Như Lai đâu có làm cho mình đắc quả được. Mà chính cái con người này mới đưa mình tới Như Lai. Mà hễ mình bằng Như Lai thì bằng vô lượng Như Lai, chứ đâu có thua. Nhưng mà đắc quả Như Lai rồi, Như Lai nào cũng vậy thôi. Bồ Tát còn có thập địa, còn Như Lai là không có cao thấp nữa. Thì cúng dường ai cúng dường Như Lai này. Nhưng lại đừng có chấp nữa, đừng có nghĩ như Lương Võ Đế nữa. Có người có ta trẻ ra rồi làm sao mà tiến quá cao. Tiến quá tới cùng thì cũng vẫn là trong cái dòng tiến quá, không có nhận lại cái bất tử được. Mà bất tử rồi được nhận gì đó thì bằng nháo thôi. Thôi giờ tới đây heo thì tôi tạm dừng. Bây giờ tới quý vị trả bài, trả giữa so sánh giữa tư tưởng và Bát Nhã. Rồi kỳ tới nếu có nhân duyên, đúng ra tôi còn kể thêm một chút nữa về vấn đề thể kể luôn, để quý vị coi về ai suy gẫm thêm. Vấn đề giữa Huệ Năng và Quyền Giác, giữa Lương Võ Đế và Bồ Đề Đạt Ma, thì còn khúc sau. Khúc sau rất hay. Thì hôm nay sẵn tôi để 15 phút, còn Phật tử trả bài.